Làm 100 cái nào, cố lên. Chắc em không làm nổi đâu ạ. Cứ tiếp tục đi Sophia, em có muốn tăng cơ hay không hả? Đừng có mà than thở nữa nhé. Lên nào. Đổ mồ hôi thế này có bình thường không ạ? Sắp xong rồi. Mình cứ như sắp chết đến nơi ấy. Ok rồi, nghỉ 5 phút nhé. Khó thật sự luôn, khát quá à. Xin lỗi nhá. Ủa khoan, cái này là tạ đó hả gái? Đây là hai cục kẹo to đùng cơ mà. Cậu làm gì thế? Đợi tí nhé. May cho cậu nhá, tớ mang hai cái cơ. Đây này. Đây là cục tạ đỉnh nhất tớ từng thấy á. Chắc là tớ sẽ ăn bên này trước. Wow, chưa gì miệng mình đã chảy nước miếng rồi. Hương mâm xôi á. Thầy đến kìa. Wow, chuẩn rồi đó các em, tiếp tục đi. Đồng hồ đang chạy này các cô nàng. Đây đúng là cách cực hay để lén mút kẹo đó. Oh yeah, chuẩn rồi nha. Buổi tập này đỉnh quá đi. Phòng thủ đi nào, cố lên anh ơi. Giành lấy quả bóng và ghi bàn đi. Dô. Chào gái, ăn kẹo với tớ không nè? Không nha. Cậu không nhìn thấy tấm biển báo kìa. Không được mang theo thức ăn đó. Luật là luật mà. Các anh ấy chuẩn bị ghi bàn rồi. Hôm nay chúng ta có gì ở đây nhở? Wow, mình bị bắt quả tang rồi. Ai lại ăn lắm kẹo thế cơ chứ? Xin cô đừng báo cho bố mẹ em ạ. Thôi xong. Đầu mình toàn sao không luôn ấy. Mà mình vừa nghĩ ra một ý cực hay nè. Chuẩn bài rồi. Chào cậu nha. Lấy một quả bóng rổ, rồi dùng dao cắt ở đây. Nhìn thấy khoảng trống ở đây không cả nhà? Nhồi kẹo vào thôi. Thế là có cả đống để mà chén nhé. Em mang mỗi bóng thôi cô. Chào cậu, khỏe hơn chưa? Sao thế? Ui, IQ vô cực luôn. Kẹo tớ thích nè. Xem bóng rổ thế này mới thích chứ. Thôi rồi, giấu đi mà. Em chỉ đang xem thôi thưa huấn luyện viên. Ok. Lỗi kìa. Wow, xem cái bụng 6 múi của Tina này. Cậu mất bao lâu để được như thế vậy? Tớ tập vất vả lắm mới được đấy. 100 lần gập bụng mỗi ngày đáng lắm đó nha. Trông đẹp thật đấy trời. Wow, sao mà bụng cậu ấy đẹp dữ vậy? Mình còn chẳng nâng nổi tạ 5 cân nữa. Mà cũng có được cái gì đâu. Định mệnh bắt mình béo suốt đời mất rồi. Đúng là vô vọng. Sao trông cậu ấy hoàn hảo vậy? Bất công quá đi. Thôi kệ, chắc cậu ấy chẳng ăn gì nách như mình. Nhưng mình không thể sống thiếu sô-cô-la được. À, mình nghĩ ra rồi. Bạn thích miếng sô-cô-la vương này chứ? Dán băng dính hai mặt lên mặt sau. Và dính vào bụng bạn. Khi kéo nó xuống là bạn đã có 6 múi rồi đó. Này, thấy tớ tớ bụng hiệu quả không? Chắc là có rồi. Tớ phải đi cập bụng đây. Tùy cậu thôi. Còn mình muốn ăn sô-cô-la hơn. Tự nhiên mình lại thích tập thể dục thế nhỉ? Tiết toán lúc nào cũng chán òm. Ha! May mà hết tiết rồi. Cứ từ từ đã nào Naomi. Em chưa giải bài hôm nay mà. Không có đáp án là không ra chơi nha. Nhưng mình không tập trung được khi đang đói. Động não thì cái nào? Ok, nghĩ đi.
cơ mà, ai là người phát minh ra các con số nhỉ? Là dấu âm nhỉ? Không, mình chẳng thể nghĩ thêm một giây nào nữa. Cậu có đi không nè? Sắp hết giờ ra chơi rồi. Tôi chưa được ăn gì hết. À, hiểu rồi. Chờ đó nhé. Giải quyết vụ này thế nào đây ta? Đây rồi, nhiệm vụ cho Naomi ăn bắt đầu nào. Trước hết là để đồ ăn lên xe nè. Dán băng dính hai mặt lên mặt sau của kẹo. Rồi dính vào mặt bên của xe. Hoàn hảo. Nhưng đừng dừng ở đó nha. Thế này đã đủ đồ ăn cho ta. Đẹp quá phải không cả nhà? Chuyển phát đặc biệt đây. Cứu trợ sắp tới rồi Naomi. Đừng để cô giáo thế nha. Giờ thì đi thẳng tới bàn của Naomi nào. Bắt đầu thôi. Cái xe này đi nhanh ghê. Ủa? Cậu là tuyệt như đó Tina. Cảm ơn nha. Bắt đầu bằng sô-cô-la đi. Và món này ngon tuyệt luôn. Kẹo sữa ngọt ngào nè. Ôi, đã quá đi mất. Ngất ngây con gà tây. Ok, giờ mình có thể nghĩ rồi. Trời là năm chứ gì. Cô ơi, xem em làm này. Ôi, trời ơi. Con bé này còn rốt hơn mình tưởng nữa. Vậy là đồ ăn cũng bó tay rồi. Chỗ này ban đêm đông dã man. Họ còn có cả nhiếp ảnh ra sao? Chị ơi, phiền chị. Ừ được chứ, tạo dáng đi. Nhảy vài phát thôi nhé. Mong là mình sẽ được lên trang web của họ. Suýt thì quên mang theo kẹo mút, kẹo ngon nhất trên đời. Măm măm. Ngon hảo hạng. Hả? Mình không nhìn nhầm đấy chứ. Trông ổn đấy. Cô đang làm cái gì đấy hả? Bắt quả tang. Tôi sẽ tịch thu hết kẹo. Rồi, sao phải phá hoại niềm vui của người khác? Yes. Tiếc là cô ấy không thông minh như mình. Ăn vụng chút nào, sao đi chơi đêm được nếu không có snack chứ? Thôi, tiếp tục chụp ảnh ngầu lòi đi. Mong là Kevin ở đây. Này, dừng lại, cấm đồ ăn thức uống. Nhìn các cô đáng nghi lắm. Có cần phải vậy không? Quy định là quy định. Cô đang giấu gì trong túi hả? Không như anh nghĩ đâu. Kẹo à? Tuyệt đối cấm. Vải thưa đòi chè mắt thánh. Đừng. Oh yeah. Giải cứu kẹo mau. Ta đến đây. À! Kẹo đang đến. Đừng, rơi vào miệng ấy chứ. Đáng đời lắm. Tiếp, đi kiểm tra cô bạn nhỏ này nào. Vẫn chưa thấy gì. Căng thẳng chết mất. Chà, ổn áp đấy. Phew. Quẩy lên nóc nhà nhá. Mình phải ngầu thế chứ. Đi quẩy mà gặp suối quẩy gì đâu. Thôi thôi, không sao đâu. Xem giày của tớ nè. Hả? Trồng gót đấy. Đó, sao cậu nghĩ ra cách hay vậy? Cậu đúng là thiên tài ăn vụng. Kẹo đủ sắc cầu vồng rực rỡ. Amazing, good job em. Này, các em đã biết quy định rồi. Đưa đồ ăn đây. Tiếp theo. Năn nỉ không có tác dụng đâu. Đưa đây nào. Ôi không.
Thầy đang trong chiến dịch tịch thu đồ ăn. Thầy bắt hết mọi người sao? Đừng có vào lớp. Nhưng mình có cả đống đồ ăn vặt ngon lành. Mình phải làm gì đây? Đợi chút, mình nghĩ cách này sẽ hiệu quả. Được rồi, cởi áo khoác ra. Nhưng đừng cởi hết nhé. Chỉ cởi tay áo thôi. Và giờ thì đeo ba lô ở đằng trước. Một cục kẹo marshmallow ở đây. Một cục ở đây. Tuyệt. Giờ hãy che ba lô lại. Nó giống như mình đang cân bệnh. Có gì lạ đâu nhỉ. Nào, để xem em có đem đồ ăn hay không. Giờ tay lên. Được rồi, không có gì. Về chỗ đi. Cậu sao vậy? Sao cậu tăng cân nhiều thế? Không phải cân nặng, đó là ba lô đầy đồ ăn vặt của tớ. Trời ơi, thông minh quá. Nếu muốn tìm số nguyên, điều quan trọng là phải nhớ phương trình này. Xem ra các em đang tập trung. Giờ thì sao? Không phải đâu, bắt được rồi. Thôi được. Học toán tiếp nào.